three. Turned up like for 5 minutes. This one can hit 5 minutes. This little guy here. Oh, it's a girl, sorry. Let's stop building it. Yeah, yeah, that one. Let's show how to build it in part one. Continue in part two. Now. This isn't a race video, but I'll try and blow myself up. Wait, no. This isn't a race video. Ignore what I just said. In part one, too. Yeah, in part one, I'm going to leave it like that. Theo khuyến nghị dinh dưỡng cho người Việt Nam, chất béo nên chiếm khoảng 20-25% năng lượng từ khẩu phần. Với chủ yếu là chất béo không no, hay chất béo no, như chất béo no, ví dụ như mỡ động vật. Đúng là cái năng lượng mà mình truyền vào người là nó phải lựa chọn đó. Đó là cái mục đích của chương trình này. Mục đích đầu tiên là ăn để lo cho bé. Cơ thể luôn luôn phải có chất béo. Đó là nguồn năng lượng dự trữ. Nên là nhiều cái vận động viên mà thể là nói gì người ta vẫn có cái phần trăm thân đếm nhất định người ta chừa lại trong cơ thể, chứ không ai tặng cho thành cơ hết, phải chừa đủ thôi để dự trữ năng lượng cho cơ thể. Chúng ta cũng vậy, nhưng mà giờ này chị hai chị hơi nhiều. The final step. Open the boat. Let's see what the boat looks like and if the boat will last 5 minutes. Chúng ta có những cách bổ sung như sau. Bổ sung thứ nhất là thực phẩm ăn vào. Cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng phương pháp nấu ăn để đưa chất béo vào trong cơ thể mình. Phương pháp đó là gì? That is a nice boat. I have to admit, this is a nice boat. This is a nice boat. Alright. Nice boat. Time will not start. So how about we make this guy's boat? This guy's boat. Bye. I'm writing on it. So this one is... I'll just do the start of the letter name. Alright. Boat. It's complete. Gatsby. But the boat has been complete. So this golden part time to do number the next one. Yeah, you guys might want to try that. Or just skip to... Sorry, I didn't complete it in time. I thought I could complete it in the first place. Anyway, this is another way to do it without folding the edges. But I like to do that so I am going to fold the edges. Yeah. See that five minutes of the video. Let's move on to part four. Now, see the result of the engine.
complete. Just need to fix some stuff. Alright, there's the boat. Just gotta fix something a bit. There we go. I actually don't know if it's still in your bag. I'm just gonna have one more time. How about you guys comment down in the comments?